kìa. Cây này nghe nói hốc dễ bị gãy lắm. Đi nóc hả? Mày trăm mấy cây. Dù mình câu hết nó gì để anh tuần hai tuần nó cũng về nữa hả? Chỗ khác nó về nữa. Hôm nay và mai xuống câu là cả bể rồi đó. Cả tuần á chứ. Rồi xong rồi đó. Con này chết chắc. Cái dựng cái dướng. Vàng khè luôn. Đó, vàng quách luôn. Mê ha. Cái này được chục con. Kho chiên, tổ. Kho tổ, diễm ngon. Cá rô đồng này, nói chung cái này nó hơi hiếm. Trời trời đông. Đi đâu đồ cối nè trời đồ đực nhất vậy đồ đực được cá nãy bự mà ăn kỳ quá. Cá ăn tính cái nhỏ không. Lắm rồi đó. Cá cối. Để trái vô xong cái vô vẫn cũng xa mấy cây số. Ừ. Cái đó là anh nói là bên đi qua phà mà nhờ. Ừ, qua nó Thuận Mỹ rồi. Trời trời đổ nó cá về. Ừ. Cái chạy vô tút trong sâu lắm. Nó cũng có dừa nước như vậy nè, em biết rồi. Rồi trời ơi. Bữa đó thằng em nó dắt đi rê cái lóc mình rê nó không dính quay quấn cái rô. Ừ. Cái lóc bên đó hết anh ơi. Em gần nhà đó mà. Dạ. Yeah. Em bên bến phà bên đây nè. À. Là bên từ đó đầu qua bên đó là bên Trung Mỹ, chứ bên chỗ thằng Vĩnh Long nhiều lắm. Đi cái quấn cái rô quá trời. Còn bên em bên bà nhà bên đây chưa qua phà là cái rô nhỏ không à. Em nhà em gần đó mà. Cá lóc thì đó cũng nhiều. Ăn kìa. Đó, Hugo. Trời ơi, cái vàng trái luôn các bạn. Để cho anh hủ cho các bạn xem. Đó, nó cỡ này kìa. Đó ha. Bỏ bịch đi lại. bỏ xôi chèo vô ha. Gói lại à. Chịu ăn nó làm liên tục hả? Tưởng sẽ cần đeo đây, còn cái nhóc này đây sao không hết.
ha. Lụm. Tạm được. Tạm được. Đó, vàng ghế. Gặp nay cái phao này nó trùng với màu nước phèn nữa các bạn. Mình quay phim hơi khó thấy chứ. Trùng hợp quá ha. Phao này phao cam. À phao cam nè, nó trùng y hệt cái màu nước phèn luôn. Ăn nữa rồi. Trời ơi, bự quá các bạn ơi. Hugo. Đó. Thôi 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 thôi. Sảy luôn hả? Để có nhỏ mà. Quên. Cái này là hồi sáng anh Hữu làm được mớ rồi. Để anh bỏ cái mình cho các bạn coi. Trời ơi, chưa kịp phải nữa. Chưa kịp coi cá là đã dính cá nữa rồi. Dữ thiệt. Đây. Làm được mới rồi các bạn. Để cỡ gần 2 kg nha. Có nhiều con khủng cảm lắm nha các bạn. Đó. Đánh cầu sáng tới giờ mình chỉ mới đi lại thôi. Nên anh đi mấy lon kiếm? Ba lon. Ba lon. Gần hết rồi ha. Nói chung mua nhiều cái về dư. Nhưng mà thà mua dư dứt quá không để thiếu. Thiếu bực bội lắm, không thằng thiếu kiến mình không dám câu. Anh mua 3 lon rồi thằng em nó xuống vứt 2 lon nữa là 5 lon. Đường nào mà hết. Không có đường nào hết được. Mà thiếu kiến mình không dám câu anh ơi. Đúng rồi. Trời lên thở. Chú hứa thì cá nó ăn mạnh, cá bự không. Kinh thì cá nhỏ nhỏ gì. Lụm được rồi đó. Con này bự nha. Không bằng con nãy. Hai con mấy. Cá nhỏ rồi. Đúng cá nhỏ thiệt. Nhít 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 nhít. Nó không nó cái lưỡi không nổi. Gì. Trên anh bán kiếm này là 35.100 ra thôi. Lon. Lon. Lon sữa bò. Ở đây có chỗ bán 35, có chỗ bán 40. Mà không có nó điện thoại cũng không có. Câu bự. Đó. Đây là năm nào cũng xuống. Kia hai con cá bự gì không được. Đây. Cũng khổng lồ nè.
là gần dừa đâu. Lốm. Chờ con gì vậy? Dướng. Chỗ rô. Chằn khe luôn. Trời ơi, cá ốm nhách vậy. Cá ốm quá ha. Cách bọc không? Cái gai nó chém anh. Từ từ đứt. Ăn kìa. Lắm. Trời ơi. Trời ơi. Thấy thôi, cá bự à. Cá bự con nãy nữa. Rớt rồi các bạn ơi. Chắc dính mép quá. Dướng nữa rồi. Cá bự dướng. Cái chừng nó gỡ lưỡi nha. Cầm đấy. Gỡ lưỡi đó. Bá luôn. Cá mập lúc luôn. Cá này to. Cá tơ. Dỡ lên mày, dỡ lên. Sử dụng cái bù quạt mới được. Đem đem nó lên. Ui dàn trái. Lòng. Cá gì mới ngon nè. Nó tơ cá mà nó mập đều hết. Tròn cá. Chim ngưỡng nha các bạn. Cối chài đó. Nó lỗ. Chết sao? Kể gì chết được. Trong lỗ rồi. Chút xíu quay lại. Tiếp các bạn ơi. Có tim. Ăn hay không mới là quan trọng. Nó nhờ cái rìa cỏ đó mới ngon á. Đúng rồi. Nó dựa vô đó. Chỗ này đặc biệt là cá rô lớn các bạn. Nãy giờ giật lớn không à. Nhỏ ít lắm. Vô bịch rồi, sảy nữa. Em đặng bỏ đi, để sảy hết ủ lắm. Câu đã đời. Hai cái màng của nó cứ chèo lên. Một bịch ni lông lắc được 5 con là đặng bỏ luôn các bạn ơi. Rồi, tiễn bạn lên đường cá bự à. Ôi ôi. Ui, rút cán luôn. Khổng lồ các bạn ơi. Thở
xuống ăn liền. Con đó hồi nãy nó mới về. Rồi nắm con rồi. Em thằng bỏ đi. Để nó sợi nha. Ủa kiếm quá trời vậy. Mấy cái này không cá là một tụng cá luôn. Kiếm quá. Nên là cái chứng kiến nó rất là giảm. Thay nó miếng nước kìa. Dễ đen kìa. Chỗ nào mà ví dụ kiếm được, chỗ nào có thác lát rồi này kia á, bỏ xuống đây để ăn thôi. Sáng giật chỗ đó cá sợi đó cái đó. Ừ. Anh em lên cho mấy anh em coi đây. Đấy, có nước hay không có rõ. Đó. Nhìn lên em ơi. Bỏ cá đây thọc lên gần 2 kg nè. Bị phần mềm bị bự bự không có cối không à. Con này bự nữa. Chưa hết. Đây gặp anh Hữu có tặng cho mình một cái cần câu. Này 5 mét mấy anh Hữu? 5m4. Anh ấy giao lưu tặng cho mình làm kỷ niệm chơi. Cây gần này cũng xịn nha các bạn. Cảm ơn anh Hữu nha. Mốt em làm video em lấy cần này em câu. Nó buồn quá. Ăn nữa. Còn hả? Bự nữa các bạn ơi. À, có chài không? Vô bịch tiếp. làm năm con nữa thôi là về nha. Chia tay nha. Một con rồi đó. 5 con nữa kết thúc các bạn. Chứ giờ giật cá bự hoài ngại quá. Coi hoài cũng vậy à. Có hiện tượng. Đây, con thứ hai các bạn ơi. Còn 3 con nữa. Trời trời, cá móc từ ngoài này móc vô. À, móc vô lên hả? Đó. Mang cái bọc bự ấy thì cứ 8 con là vô đổ một lần. Bọc này nhỏ quá. Cá rô đồng này có tiền chưa chắc có ăn nữa. Thôi dễ có đâu. Đâu không biết đâu mua, có ai bán đâu mua. Đúng không? Giờ bán cá rô đồ vuông mà. Kho thì nó béo béo thôi nhưng ăn thật sự mình cảm nhận kỹ nó không có ngọt. Thịt nó lạc lạc. Đồng lúc nào cũng ngon hơn, sao mình nuôi thì ngon rồi. Ăn nữa. Chuẩn bị con thứ ba các bạn ơi. Lấy ếch. Con thứ ba. Rồi. Toàn cũng sốc vô mắt không. Gối lại. À, bự quá.
Cái này là anh nói là như 3 triệu mấy. 3 triệu mấy là một cái này là nanh, nanh heo rừng. Đúng rồi, heo nanh châu Phi. Nanh châu Phi, khắc hình chúa. Đó ngà voi còn mắc hơn. Chứ lắc. Đẩy đi. 4 con. Con này lấy được rồi. Nãy giờ đúng là 6 con rồi đó. Còn con gì nữa chạy chị tìm được. Vô bọc. Bốn con là phải bỏ xuống đất. Hết nhét cho túi rồi. Chặt nè. Em nói đi đâu bên thủ bộ nó đây cũng có khó mà không biết nhà. Ở đâu thủ bộ tân tập bể đó. Bể rồi. Thế cũng có mà cũng đã đời lắm rồi. Con thứ năm các bạn ơi. Ê vàng khè luôn. Năm là ngon à. Con này êm à, xây cối các bạn, có chài nha. Năm con rồi đó. Trời vậy vô thùng. Vô thùng. Rồi đúng thời chỉ tiêu các bạn. Trời ơi đảo ha. Đổ vô rồi mình cho các bạn xem cá lại, rồi mình cũng chào tạm biệt các bạn nha. Coi lại quá trời coi xem cá là anh mê luôn các bạn. Cá bự không rồi. Chào các bạn nha, hẹp lại. Anh Hữu ở lại câu em về trước nha. Rồi ok.